Rồi, xin chào anh chị các bạn trở lại với trên đường xe hơi. Hôm nay em quay nhanh cái mẫu X-Fox, cái SUV X-Fox. Đây là phiên bản GLX nhé, bản thấp nhất, tuy nhiên thì cũng là bản bán chạy nhất ở thời điểm này. X-Fox thì hiện nay có 4 phiên bản đang bày bán trên thị trường là GLX này, 599 triệu giá niêm yết, bản Exit 640, bản Premium là 680 và bản Ultimate mới ra mắt là 705 triệu. Thì bản GLX tuy là bản thấp nhất, option nó cũng vừa phải, tuy nhiên thì cái giá thành đem lại thì rất là hợp lý cho các bác. Thì em cũng báo luôn trên video, thời điểm này giá đang rất là cạnh tranh. Em báo trong video là gần như là tốt nhất miền Bắc rồi. Cái lượng xe trong tháng 7 và tháng 8 này thì để mình có xe đi trước ngâu thì các bác cứ liên hệ trực tiếp giúp em nhé, giá có thể thương lượng đàm phán thêm. Thì bản GLX ngày bây giờ đang bán là 562 triệu. Các bác lăn bánh ở tỉnh Hà Nội thì sẽ dao động đâu đó vào khoảng 659 triệu, với các tỉnh thu thuế 12% đấy, như là Quảng Ninh, Lào Cai các thứ ấy, thì là 639 triệu. Và các bác ở Bắc Ninh, Bắc Giang thì có dao động đâu đó khoảng 627 triệu. Giá này thì bên em có thương lượng thêm nhé, mình có thể alo trực tiếp để bên em báo giá, tư vấn thêm cho mình. Bên em thì có thể tự tin với các bác là riêng phiên bản GLX thì để giao trước ngâu thì bên em gần như là đủ xe, sẵn xe đủ màu cho mình. Các đại lý khác thì gần như là mình phải tham khảo thêm đấy ạ. Với các bác mua trả góp thì mình có thể trả trước mẫu xe này từ khoảng 190 triệu với các bác ở tỉnh và khoảng tầm 220 với các bác ở Hà Nội. Gốc lãi hàng tháng thì mình có thể vay tối đa 7 năm, gốc trả hàng tháng cố định là vào khoảng 4,7 triệu, tiền lãi vào khoảng 3,4 triệu, tức là tổng gốc lãi hàng tháng mình đóng vào khoảng tầm hơn 8 triệu một chút ạ. Vay trả góp thì nó cũng phải tùy thuộc vào cái hồ sơ tài chính của mình. Đấy, tốt xấu như nào, lãi suất có được duyệt vay hay không. Các bác lương cao thì lãi thấp. Đó. Cụ thể như nào thì mình cứ alo trực tiếp giúp em nhé. Còn với các bác mà lần đầu xem video, muốn tìm hiểu thêm GLX thì em cũng quay nhanh cho các bác để review cái mẫu xe này. Đầu tiên thì mình có thể nhận biết phiên bản này rất dễ, nó là ở cái mâm này là mâm 17 inch, chỉ có duy nhất phiên bản này là mâm 17 và sẽ không có đèn bi gầm đó. Còn lại thì về phần kích thước ấy, hay là cái thiết kế đèn thì vẫn đảm bảo như giống các phiên bản. Ngoài ra thì cũng không có radar hay cam 360 cảm biến trước sau. Phiên bản này thì nó bị lược bớt khá về option. Tất nhiên thì với cái mức giá đấy thì mình cũng không thể đòi hỏi được, mình có thể hoàn toàn khắc phục bằng việc độ thêm, cũng không khó khăn gì đúng không ạ. Độ thêm cái đèn bi gầm khoảng 2 triệu là sáng cực kỳ rồi. Về phần thân xe thì đây, nguyên bản chiếc xe như này, giá mâm 17 trên cái mẫu xe này không phải là quá nhỏ. Việc làm dày cái thân lốp thì cũng đồng nghĩa việc là mình di chuyển vận hành nó cũng tốt hơn đúng không ạ. Bản này mình sử dụng cốc cơ bình thường nhé. Đấy, đèn hậu xi nhan. Nhiều bác nói thì tất nhiên là chắc là phải độ thêm một chút để cái đèn xi nhan nó được rõ hơn. Rồi, anten vây cá mập vẫn đầy đủ. Thật ra thì ngoại thất nó không khác biệt quá nhiều, chủ yếu là trong nội thất. Thì trên phiên bản này ấy, hơi tối một chút, các bác thông cảm với em nhé. Ghế nỉ nhé các bác nhé. Ghế nỉ chỉnh tay này, không có đèn viền nội thất, không có màn hình 12 inch đúng không ạ. Điều hòa chỉnh cơ một vùng đấy, hay là chất liệu vải chống nước giống như trên phiên bản Ultimate chẳng hạn đấy. Tuy nhiên thì mình vẫn có phanh tay điện tử và auto hold nhé, cái điểm cộng rất ok. Vẫn có nút điều chỉnh đàm thoại này, tăng giảm âm lượng này đấy, màn hình chính này, màn hình giải trí 8 inch. Ngoài ra thì an toàn trên phiên bản này là 4 túi khí các bác nhé. 4 túi khí chủ động vào cua, những cái như là ADAS, Cruise Control hay là gương chiếu hậu chống chói tự động thì mình sẽ cắt bớt đi một chút ạ. Trên phiên bản cao cấp thì là dùng màn 12 inch, cái màn này là màn 8 inch. Rồi đó, thì vừa rồi em quay nhanh cái phiên bản GLX. Một số phiên bản sau thì em sẽ cập nhật thêm cho anh chị. Đấy, nó hơi tối một chút thì mình thông cảm giúp em. GLX bên em bán giá thật sự rất cạnh tranh, và đặc biệt là mình có thể sẵn xe đủ màu giao trước ngâu cho anh chị trước mùng 3 tháng 8 dương tới.
mình cũng không lo về vấn đề giảm thuế trước bạ với mẫu xe này. Có anh chị có nhu cầu có thể alo trực tiếp qua bên em để được tư vấn và hỗ trợ thêm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.